Thưa ông thị trưởng và quý nghị viên, tôi là Duy Nguyễn, cựu ủy viên của Ủy ban về giao thông của thành phố Westminster. Hôm nay tôi đến đây và sau khi nghe các vị nói về chủ nghĩa gia đình trị và câu hỏi mà tôi đặt ra với mọi người ở đây là tại sao không có gì sai hoặc không sai phạm về nguyên tắc đạo đức khi bà cựu thị trưởng Rice làm điều đó? John F. Kennedy có sai phạm về nguyên tắc đạo đức không khi ông ta bổ nhiệm em trai ông ta làm Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ? Cựu thống đốc Jerry Brown có sai phạm về nguyên tắc đạo đức không khi ông ta bổ nhiệm em gái của ông ta vào Ủy ban đường sắt cao tốc của tiểu bang California, không chỉ là một thành viên mà cả ông chủ tịch của ủy ban nữa? Có điều gì sai không? Tuy nhiên họ vẫn được thông qua đấy. Có gì sai không? Vấn đề lớn nhất về phía ông, thưa ông nghị viên tài đổ. Bà Janet khi là nghị viên hội đồng thành phố Garden Grove đã bổ nhiệm chồng vào ủy ban kế hoạch. Và rồi, với tư cách là thượng nghị sĩ của tiểu bang, bà ta đã thuê em gái của bà ta làm nhân viên. Vấn đề là tôi không quan tâm về những điều này vì chúng chẳng giúp ích gì cho thành phố phát triển như cô Amy West đã đề cập vừa rồi. Mà câu hỏi của tôi là ông đã làm gì với sự thâm hụt ngân sách mà thành phố đang đối diện hiện nay? Khoảng hơn 30 triệu Mỹ Kim, ông sẽ làm gì với tình hình người vô gia cư? Vấn đề này đã được giải quyết chưa? Chưa. Ông đã làm gì với những khu đất bị cho là có sai phạm? Ông đã làm gì để xử lý? Tại sao những chuyện này lại là vấn đề chính của một thành phố như thế này? Không thể như thế được. Ông được người dân bầu chọn. Ông được người dân bầu chọn để xử lý các vấn đề của thành phố, chứ không phải là sự bất đồng nhỏ nhặt của ông đối với các thành viên của hội đồng và thị trưởng thành phố. Đó không phải là công việc của ông. Công việc của ông là đại diện cho những người ở đây, chứ không phải chia rẽ họ. Nhưng đó là việc ông đang làm đấy. Ông thật là ích kỷ. Và ông cũng vậy, nghị viên Contreras. Các vị thật là ích kỷ khi hành động như vậy. Thật không công bằng cho người dân khi bầu cử cho các vị vào để giúp đỡ họ, chứ không phải để quý vị thực hiện mục tiêu nhỏ nhặt riêng của quý vị nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm 2020-2022. Ai mà biết được và ai mà quan tâm. Với tư cách là thành viên của hội đồng thì quý vị cần tập trung vào công việc của mình để khắc phục sự thâm hụt ngân sách và tình hình vô gia cư trong thành phố ngay bây giờ. Đó là những công việc mà quý vị cần ưu tiên. Còn về chủ nghĩa gia đình trị ư? Điều này xuất hiện ở mọi cấp từ liên bang đến tiểu bang rồi xuống thành phố. Điều đó chưa bao giờ là vấn đề ở đây. Chính quý vị đã tạo ra vấn đề đấy. Câu hỏi của tôi đặt ra cho luật sư thành phố là chủ nghĩa gia đình trị có bất hợp pháp không? Thưa ông luật sư của thành phố, chủ nghĩa gia đình trị có bất hợp pháp không? Có ai trả lời không? Nó có bất hợp pháp không? Không, nó không bất hợp pháp. Luật pháp được diễn giải bởi từng cá nhân muốn giải thích theo ý riêng của họ. Cũng vậy, nguyên tắc đạo đức cũng vậy. Nguyên tắc đạo đức được lý giải theo từng cá nhân theo hướng có lợi cho họ và chống lại người khác. Định nghĩa về đạo đức là vậy đó. Quý vị có quan điểm khác với tôi và tôi cũng có quan điểm khác quý vị. Chỉ có vậy. Tôi nhìn vấn đề rộng lớn hơn chủ nghĩa gia đình trị. Nếu những cá nhân được bầu chọn đủ tiêu chuẩn thì tuyệt vời. Nếu họ không đủ tiêu chuẩn cũng không sao. Trong nhiệm kỳ tới, quý vị sẽ bổ nhiệm những cá nhân đạt tiêu chuẩn cao hơn. Ngoài chuyện đó ra, hãy chấm dứt thủ đoạn của ông tấn công những người muốn lên tiếng, vì đó là điều mà ông đang làm với những người ở đây. Cứ đưa ra ý kiến khi họ đã phát biểu. Điều đó là sai trái khi ông vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ. Hãy chấm dứt thủ đoạn của ông, vì tôi cũng đã gặp chuyện này rồi. Xin cảm ơn. Mayor, council members, my name is Dewey Gwynn, former City of Westminster Traffic Commissioner. Came here today after listening to everyone regarding nepotism. But my question to everyone here, why wasn't wrong or ethically wrong when Mayor Rice did it? Is it wrong when John F. Kennedy appointed his brother as a United States Attorney General? Was it wrong when the former mayor, Governor Jerry Brown, appointed his sister to the commissioner of the California High-Speed Rail? Not just a member, but a chairman of the board itself. Is that wrong? But yet, they got it through, okay? Was it wrong? Your biggest partner, Mr. Councilman Dido, Janet, as a council member in Garden Grove, she appointed her husband to the planning commissioner. Then, as a state senator, she hired her sister as a part of her staff and paid her pretty damn well.
My question is this. I don't care about this stuff. This stuff does not help the city grow or progress like Amy mentioned earlier. My question is this. What are you doing with the budget, the deficit the city's in right now? Roughly over 30 millions. What are you doing with the homeless situation? Is that being solved? No. What are you doing with all the land that's being condemned? What are you doing with that? Why is this a major issue in a city like this? It should not be. You're elected by the people. You're elected by the people to fix the city problems, not your petty disagreement with the council members and the mayor. That's not your job. Your job is to represent these people and these people, not divide them. But that's what you're doing right now. It's very selfish of you. And same thing with you, Councilman Cacheros. Very selfish, you guys, to do things like this. It's unfair for these residents. They voted you in to help them, not to have your own little agendas for 220, maybe 222. Who knows? Who cares? But your job right now as a council member, you need to do your job, fix the city's deficit and the homeless situations in the city right now. Those are your jobs. Priority. The nepotism, it runs wild every part of the government, from federal to state to city. So there's nothing here. There's no issues here. There's never been. It's just you guys make an issue out of it. But is it my question to the city attorney? Is nepotism illegal? The city attorney, is that illegal? Anyone? Is it illegal? No, it's not. Law is interpreted by individual who try to interpret for themselves. Same thing with ethics. Ethics is interpreted by individual who sees fits for them and against the others. That's what ethic is. You have different opinions from me. I have different opinions from you. That's all. But to me, the issue is larger than the nepotism itself. If those individuals qualified, great. If they're not, fine. Next term around, you put more qualified individual. But other than that, stop putting your attack dogs on attacking the individual who's trying to speak the voice, because that's what you're trying to do right now with this individual right here. Making comments while others are speaking, that's wrong. You violate that individual First Amendment. Okay? Stop your attack dogs, because I've faced them before. Thank you. Good evening.